Vụ Apax Leaders, Bộ Công an tiếp nhận hơn 200 đơn tố cáo. Nguyễn Kim Trung Thái khai, ký ức đáng sợ, dằn vặt rất nhiều. Về nhà sau 6 ngày đi công tác, cảnh trước mắt khiến người vợ quyết ly hôn. Chìm tàu cao tốc do chở quá tải, 11 người thiệt mạng. Màn phối hợp đốn tim cộng đồng mạng của tài xế xe ben và xe container. Hình ảnh do camera hành trình của xe container ghi lại cho thấy rất đông học sinh đi xe đạp và xe máy đang chở sang đường. Nếu tài xế xe ben và xe container không dừng hẳn lại để nhường thì chắc chắn sẽ là hình ảnh giao thông hỗn loạn với hàng trăm xe máy len lỏi giữa các xe container, xe tải cỡ lớn, cực kỳ nguy hiểm trên quốc lộ. Tuy nhiên, tài xế của xe ben và xe container có camera hành trình đã dừng hẳn lại để nhường đường, tạo nên một hình ảnh rất đẹp và nhân văn về văn hóa giao thông. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, clip đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem và ý kiến bình luận. Hầu hết các ý kiến đều tán thưởng hành động đẹp của hai tài xế. Cảm ơn tài xế xe container. Việc bắt xe ben đứng lại là rất tuyệt, nhưng nếu không có xe container thì vô hình chung xe ben lại che khuất tầm quan sát, nghĩ đến thấy thật sự nguy hiểm. Mong sao sau clip này, đến giờ tan học của các cháu sẽ có thêm lực lượng chức năng phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông, một tài khoản bình luận. Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, ở những nơi có trường học nằm sát quốc lộ nên xe cầu vượt cho xe máy, giống như ở đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, hoặc lắp đèn tín hiệu giao thông. Xe máy chạy ngược chiều xảy ra tai nạn, một người chết, một người nguy kịch. Theo đó, lúc 22h54 ngày 27 tháng 4, anh E, 32 tuổi, quê An Giang, điều khiển xe máy trên quốc lộ 1K, hướng từ Bình Dương đi Đồng Nai. Khi đến giao lộ với đường Thống Nhất, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thì xảy ra va chạm trực diện với xe máy do ông V, 50 tuổi, quê Thanh Hóa, điều khiển, đang chạy ngược chiều để băng qua đường. Cú tông mạnh làm hai chiếc xe máy nát vụn nằm giữa đường. Anh E chết tại chỗ, còn ông V bị thương rất nặng, được chuyển đi cấp cứu. Nhận thông tin, Công an thành phố Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Camera ghi được cảnh ông V chạy ngược chiều từ trong một quán ăn ra, sau đó xảy ra tai nạn. Nhân viên cũ quay lại quán trộm hết tiền, khiến chủ điêu đứng. Mới đây, chủ của một quán ăn gia đình đã đăng tải lên trang TikTok cá nhân một bài viết kèm theo đoạn clip được trích xuất từ camera lắp trong quán. Theo như thông tin và những hình ảnh được anh chủ chia sẻ, thì nam thanh niên xuất hiện trong đoạn clip là nhân viên cũ của quán. Do đã nắm được lối sinh hoạt ngủ nghỉ của quán cũ, nên khoảng 5h55 chiều ngày 21 tháng 4, cựu nhân viên này đã đạp xe trở về quán và ngang nhiên đi vào trong, tự ý mở tủ và lấy hết tiền doanh thu trong ngày của quán, rồi dửng dưng đi ra lấy xe bỏ đi. Có thể thấy kẻ trộm hành động thông thả, cứ như thật sự xem quán cũ là nhà của mình. Chủ quán sau khi phát hiện ra sự việc thì vô cùng thất vọng. Anh đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội là muốn nhắc nhở mọi người khi tuyển nhân viên thì nên lưu lại hồ sơ, đừng chủ quan để nhận lại cái kết thất vọng tràn trề như anh. Anh chủ thông tin thêm, dù camera đã lưu hết lại hình ảnh phạm tội, nhưng khi được liên hệ, gã nhân viên còn thách thức chủ cũ báo công an. Cộng đồng mạng cho rằng đây là một hành động ngông cuồng, xem thường đạo đức lẫn pháp luật. Người xem mong rằng chủ quán sẽ sớm cho kẻ xấu được toại nguyện. Vụ Apax Leaders, Bộ Công an tiếp nhận hơn 200 đơn tố cáo. Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức tiếp nhận đơn tố cáo công ty cổ phần Anh ngữ Apax Leaders của phụ huynh. Cụ thể, theo đơn tố cáo, ông Trần Văn Nghiêm, ngụ quận 7, đại diện cho 209 phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh, tố cáo công ty cổ phần Anh ngữ Apax do ông Nguyễn Ngọc Thủy làm người đại diện đã có hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo, hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đã thu tiền học phí để dạy tiếng Anh cho các học viên nhưng không giảng dạy theo đúng cam kết. Thời gian qua, các trung tâm này tại thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa, ngừng dạy học nhưng không hoàn trả tiền cho học viên. Tổng số tiền mà phụ huynh tố cáo các trung tâm của hệ thống này chiếm đoạt là 6,7 tỷ đồng. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo hệ thống Anh ngữ này từ phụ huynh. Đầu tuần này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ hoạt động 40 trên 41 trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các trung tâm này không đảm bảo điều kiện giảng dạy về mặt bằng, cơ sở vật chất, tài liệu và giáo viên. Thời gian qua, các trung tâm tự ý đóng cửa, ngưng hoạt động mà không báo cáo với cơ quan quản lý. Hiện Apax Leaders chỉ còn một trung tâm được phép hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Nguyễn Kim Trung Thái khai ký ức đáng sợ, dằn vặt rất nhiều. Sáng 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 28 tuổi và Nguyễn Kim Trung Thái, 38 tuổi liên quan vụ án bé Văn An bị hành hạ tử vong. Hai bị cáo bị dẫn giải vào tòa án. Trước buộc khai báo, Thái luôn cúi mặt. Là người đầu tiên trả lời trước hội đồng xét xử, Trang khai mình tự nguyện rút đơn kháng cáo. Hội đồng xét xử hỏi, bị cáo thấy mức án xử sơ thẩm như vậy là đúng rồi nên bị cáo rút kháng cáo có đúng không? Trang nói, dạ thưa đúng. Bị cáo Trang khẳng định không bị ép buộc, tự nguyện xin rút đơn kháng cáo vì mức án tử hình là tương xứng với hành vi phạm tội. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Trang tự nguyện rút đơn kháng cáo nên đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ xét phúc thẩm đối với Trang về hành vi giết người. Tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, bị cáo khai do con gái học hành kém, không ngoan nên giao cho Trang dạy dỗ. Chủ tọa nói, bị cáo khai vậy là chối bỏ trách nhiệm, bị cáo là người có ăn học, đi du học. Thái khai sự việc xảy ra gần 1,5 năm nay nên không nhớ rõ cụ thể lúc đó nghĩ gì mà lại không ngăn cản và có hành động đối với con. Bị cáo dằn vặt rất nhiều. Đây là ký ức rất đáng sợ đối với bị cáo. Thái nói. Trước câu trả lời này, hội đồng xét xử chiếu clip cho thấy Trang cầm cây đánh bé Văn An. Hiện phiên tòa vẫn đang được tiếp tục. Về nhà sau 6 ngày đi công tác, cảnh trước mắt khiến người vợ quyết ly hôn. Theo đó, người vợ có tên là Linalis Bendy đến từ Mỹ chia sẻ quá trình dọn dẹp nhà cửa sau 6 ngày đi vắng trên kênh TikTok và câu chuyện về người chồng lười, được rất nhiều người dùng mạng đồng cảm. Video bắt đầu bằng khung cảnh bừa bộn trong nhà, từ phòng khách, phòng ngủ hay phòng bếp đều có nhiều đồ đạc lộn xộn, cô bắt tay vào dọn dẹp. Mọi căn phòng đều bừa bộn, nhất là quầy bếp, không có ai chú ý đến việc dọn dẹp khi tôi vắng nhà, cô nói. Trở về nhà sau 6 ngày, khung cảnh hiện ra trước mắt như một thảm họa, dầu gội dính trên thảm phòng ngủ của con gái, sơn móng tay dính trên tóc, thảm trải sàn. Người vợ chia sẻ rằng chồng cô không chịu làm việc nhà, tất cả sự chú ý của anh ta đều tập trung vào những chiếc xe và công việc. Anh ấy thậm chí còn mang cả những bộ phận ô tô dính đầy dầu mỡ vào nhà để bừa khắp nơi. Về cơ bản, chồng cô không để ý gì, thậm chí cả con cái. Tôi đau đớn không có nơi nào khiến tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc, cô chia sẻ. Kết thúc video là khung cảnh căn nhà gọn gàng, sạch sẽ. Sau khi cô dọn dẹp, người vợ đã quyết định sẽ ly hôn người chồng lười. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Hiện tại cô đã chuyển ra ngoài ở riêng. Chìm tàu cao tốc do chở quá tải, 11 người thiệt mạng. Ngày 27 tháng 4, một tàu cao tốc có tên là SB Evelyn Caliska 01 chở hơn 80 hành khách đã bị chìm tại vùng biển Paluapurung, huyện Indragiri Hilim. Khoảng 30 phút sau khi khởi hành, ít nhất 11 người thiệt mạng và 9 người khác mất tích. Con tàu đang trong hành trình đến Tanjung Pinang, thủ phủ tỉnh Riau. Nguyên nhân tai nạn là do tàu chở quá trọng tải. Người đứng đầu văn phòng tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Riau cho biết, lực lượng chức năng đã cứu được 58 người. Ông lo ngại số nạn nhân thiệt mạng và mất tích có thể tiếp tục tăng do nhiều hành khách không được liệt kê trong danh sách. Được biết khi gặp nạn, trên tàu có hơn 80 người. Trước đó, ngày 26 tháng 3, một vụ tai nạn đường thủy khác cũng xảy ra ngoài khơi tỉnh West Nusa Tenggara của nước này khi một tàu chở dầu bốc cháy khiến 3 người mất tích. Lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày theo giờ địa phương. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 17 người trên tàu, 14 người trong số đó đã được cứu, 3 người còn lại đã mất tích. Chàng trai mất liên lạc nửa tháng nay, gia đình từ quê vào Hồ Chí Minh tìm kiếm. Chị Trần Thị Thùy Trâm, 29 tuổi, ngụ Nha Trang cho biết, chồng và mẹ chồng của chị đã vào Hồ Chí Minh nhiều ngày nay để tìm tung tích của em chồng bằng nhiều cách khác nhau, song cho tới nay vẫn không có kết quả. Theo thông tin gia đình cung cấp, hơn 5 giờ sáng ngày 14 tháng 4, anh Võ Xuân Bình, 25 tuổi, rời nhà trọ nằm trên đường Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, sau đó mất liên lạc. Gia đình nhiều lần gọi qua số điện thoại của anh, tuy nhiên điện thoại liên tục thông báo thuê bao. Vậy là mẹ và chồng tôi vào Hồ Chí Minh tìm khắp nơi, cũng báo với chính quyền địa phương, làm tờ rơi, thậm chí đi qua mấy tỉnh lân cận tìm nhưng không được. Cả nhà hiện tại ai cũng rối bời, mẹ lo lắng, mất ăn, mất ngủ, cô con dâu cho biết. Chị Nguyễn Thị Kim Dung, 46 tuổi, mẹ anh Bin, khóc nức nở cho biết, bình thường con trai ngoan và hiền, chưa bao giờ mất liên lạc với gia đình lâu đến như vậy, nên bà hết sức bất an. Mong ước lớn nhất của người mẹ là có tin tức của con, càng sớm càng tốt, vì không biết chuyện gì đã xảy ra với con trai của mình. Bà Dung cũng kể thêm, anh Bin vừa tốt nghiệp đại học và đang tìm việc làm. Thời gian qua anh làm tài xế công nghệ ở Hồ Chí Minh để có thêm thu nhập. Cuối tháng 3 anh thông báo với gia đình, chuẩn bị bắt đầu công việc mới. Sau đó xảy ra sự việc nói trên. Phát hiện hàng loạt quán lẩu nướng ở Thanh Hóa không đảm bảo vệ sinh. Ngày 28 tháng 4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh này vừa thành lập 8 tổ công tác phối hợp với Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính đối với 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lẩu nướng trên nhiều tuyến đường của thành phố Thanh Hóa. Đây hầu hết là những tuyến đường sầm uất, tập trung nhiều quán lẩu nướng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại các quán lẩu nướng có rất đông khách đến ăn uống. Nhiều quán lẩu nướng còn bày bàn, ghế tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh này đều có nhiều vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm như không có giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo dụng cụ để thức ăn chín, sống lẫn lộn, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hợp đồng chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm, khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng xâm nhập. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và tạm giữ gần 25 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ như nội tạng heo, chân gà, nầm heo, sụn heo và các sản phẩm thịt động vật cấp đông. Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm để tham mưu đề xuất mức xử lý theo quy định của pháp luật. Một nửa mật ong trên thị trường là giả, châu Âu ban bố lệnh khẩn. Nghiên cứu do Văn phòng chống gian lận của Ủy ban châu Âu OLAF và Trung tâm Nghiên cứu chung JRC dẫn đầu đã tiết lộ vụ lừa đảo lớn và nhiều người có thể mua mật ong giả được dán nhãn là mật ong xịn. Theo các cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu, 320 mẫu đã được thử nghiệm và 147 mẫu mật ong nhập khẩu được thu thập bị nghi ngờ pha trộn với siro và do đó không tuân thủ các yêu cầu về quy định mật ong của Liên minh châu Âu. Mật ong bị nghi ngờ đã được làm bằng siro đường, làm từ gạo, lúa mì hoặc củ cải đường. Hầu hết mật ong giả được mang từ Thổ Nhĩ Kỳ 93% và Trung Quốc 74%. Tất cả 10 loại mật ong được nhập khẩu qua Vương quốc Anh đều không đạt các bài kiểm tra và được đánh dấu là không tuân thủ. Báo cáo chỉ ra rằng mật ong nhập khẩu từ Vương quốc Anh có tỷ lệ nghi ngờ là 100%. JRC cho rằng mật ong có thể đã được sản xuất ở các quốc gia khác trước khi được xử lý ở Anh và tái xuất khẩu sang EU. 133 doanh nghiệp, gồm 70 doanh nghiệp nhập khẩu và 63 doanh nghiệp xuất khẩu, có liên quan đến lô hàng mật ong nghi bị pha tạp chất. OLAF cho biết thêm, 44 nhà khai thác đã bị điều tra cho đến nay. Đối mặt với báo cáo gây ồn ào này, chính phủ Anh cho biết họ đang điều tra kết quả, nhưng các quan chức đang bác bỏ tuyên bố rằng mật ong nhập khẩu bị tạp nhiễm ở quy mô công nghiệp. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.